Vụ tai nạn liên hoàn tại Hà Nội không những gây ra kinh hoàng cho những người có mặt tại hiện trường, mà còn cướp đi sinh mạng của một quân nhân. Mới đây, lời khai của tài xế đã được cơ quan điều tra thu thập. Không say rượu, không dùng chất cấm. Đâu là nguyên nhân khiến tài xế gây ra tai nạn đau lòng này? Ngày 9 tháng 7, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã bàn giao hồ sơ cho cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng tiếp tục điều tra làm rõ vụ xe Santa Fe gây tai nạn giao thông liên hoàn ở đường Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, khiến nữ quân nhân thiệt mạng và nhiều người bị thương. Hà Thanh Hưng sinh năm 1977 ở Yên Bái, tạm trú tại phường La Khê, quận Hà Đông. Tài xế xe Santa Fe gây ra vụ tai nạn bị tạm giữ để điều tra. Tại trụ sở công an, Hà Thanh Hưng cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, anh không biết đã gây ra chuyện gì. Nam tài xế nói, khi đó bao nhiêu người hỏi, tôi chỉ biết xua tay xin lỗi. Đáng chú ý, người đàn ông này cũng khai nhận có tiền sử bị bệnh động kinh nặng, mỗi khi lên cơn gần như trí nhớ không còn. Qua kiểm tra nồng độ cồn và chất cấm đối với lái xe Hà Thanh Hưng, cơ quan điều tra không phát hiện có nồng độ cồn và chất cấm trong cơ thể. Cơ quan chức năng tiếp nhận vụ việc sẽ tiếp tục xác minh về lời khai của người này. Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 28 tháng 7, Hà Thanh Hưng lái ô tô màu đen hiệu Hyundai Santa Fe, biển kiểm soát 30E455XX. Khi xe của Hưng đi đến đường Ngô Thị Nhậm, hướng Ngô Quyền đi đường Quang Trung, quận Hà Đông, thì va chạm liên hoàn với 3 ô tô, 5 xe máy và 1 xe máy điện. Vụ tai nạn khiến đại úy MTTT thiệt mạng, một nạn nhân bị thương nặng được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. 4 người bị xây sát nhẹ phần mềm đã được xuất viện. Tại hiện trường, 4 xe ô tô, 5 xe máy và 1 xe máy điện bị hư hỏng. Động kinh tâm thần thường là lý do được đưa ra để bào chữa cho những hành vi sai phạm liên quan đến mạng sống của con người. Vậy có thực sự tài xế trong vụ tai nạn này có vấn đề sức khỏe? Trong trường hợp đó, sai phạm của tài xế sẽ được xử lý như thế nào? Những tin tức tiếp theo sẽ được tiếp tục cập nhật.